Thuật ngữ drop forged nghe có vẻ xa lạ nhưng gần gũi như ý niệm trong thép đã tôi thế đấy. Quá trình này giống như khi bạn giáng búa Thor xuống kim loại đang nóng đỏ để biến nó thành thứ không thể phá vỡ. Hãy tưởng tượng một cây búa khổng lồ thả từ trên cao xuống, đập vào kim loại đỏ rực và bam. Từ đó ra đời những công cụ cầm tay siêu bền. Quá trình drop forging diễn ra như sau. Gia nhiệt phôi kim loại. Đây là giai đoạn làm nóng phôi kim loại đến mức đỏ rực, giống như chuẩn bị bánh mì cho vào lò nướng. Phôi phải thật mềm dẻo để dễ dàng định hình. Định hình bằng búa. Sau khi kim loại đã nóng, đặt nó lên khuôn mẫu và thả một cây búa nặng từ trên cao xuống. Cú đập mạnh mẽ này khiến phôi kim loại biến hình theo khuôn. Hãy hình dung cảnh này như trong phim hành động khi siêu anh hùng dùng búa đập tan kẻ thù vậy. Hoàn thiện sản phẩm. Sau khi định hình, kim loại cần được làm nguội và xử lý nhiệt để trở thành siêu bền. Quá trình này giống như việc bạn để bánh nguội sau khi nướng xong. Ưu điểm của drop forging. Tăng cường độ bền. Kim loại sau khi drop forged cứng cáp hơn hẳn. Giống như khi bạn tập gym, sau mỗi lần tập, cơ bắp của bạn cũng trở nên mạnh hơn. Cấu trúc hạt mịn. Drop forging làm cho kim loại có cấu trúc hạt mịn, giống như bánh mì ngon phải có bột mịn. Độ chính xác cao. Quá trình này giúp tạo ra những sản phẩm có kích thước chuẩn xác, tiết kiệm thời gian chế tác sau đó. Ứng dụng trong ngành chế tác công cụ cầm tay. Kìm. Kìm drop forged cắt tốt hơn, không dễ bị cong vênh. Bạn có thể cắt dây điện như cắt bờ. Mỏ lết. Mỏ lết siêu bền, có thể vặn được những con ốc to nhất mà không hề ấn gì. Búa. Đầu búa chắc chắn, có thể dùng đập đá mà không mòn. Còn rất nhiều công cụ khác được sản xuất bằng phương pháp này. Drop forging đảm bảo độ bền và tin cậy của sản phẩm, làm cho mỗi dụng cụ như có sức mạnh của siêu anh hùng. Khi thấy thuật ngữ drop forge trên sản phẩm, bạn hãy yên tâm rằng công cụ đó đã trải qua những cú đập hùng mạnh để trở nên bền bỉ và tin cậy.